Trong phần trước, Tiêu Viêm tại luyện dược sư đại hội lấy thân một mình chống lại vô vàn áp lực, tìm được đột phá từ trong tuyệt cảnh, đồng thời gọi ra một sợi cốt linh lãnh hòa của dược lão trong nạp giới. Tuy nhiên, Viêm Lợi cũng biết nếu thất bại sẽ có hậu quả gì, cho nên đã dốc toàn lực đánh bại Tiêu Viêm. Thời khắc mấu chốt, dược đình của Tiêu Viêm vì không thể chịu đựng được sức mạnh của ba loại hỏa diễm mà nổ tung. Hắn nhớ lại những lời dược lão đã dạy bảo, cuối cùng thành công lấy cốt linh lãnh hòa làm hòa đỉnh ngăn cơn sóng dữ. Kết quả luyện chế thành công Tam Văn Thanh Linh Đan, lấy được quán quân của đại hội, mà Viêm Lợi cũng bị hai cường giả đấu hoàng xử lý, tiễn về với đất mẹ luôn. Sau trận đấu, Tiêu Viêm vì kiệt sức mà ngất đi, cũng chẳng biết trải qua bao lâu hắn cũng từ cơn mê tỉnh lại, tâm tình hắn lúc này có vẻ đã thoải mái hơn rất nhiều. Trong lòng thầm nghĩ phụ thần chắc là đang ở phòng trọ đợi mình nên hắn định rời đi. Đúng lúc vừa tới cửa thì một cô gái bước vào, nàng ta tên là Tuân Nhi, là người hầu được phái tới chăm sóc Tiêu Viêm. Nàng truyền lại lời của hội trưởng mời Tiêu Viêm tới phòng làm việc của lão nói chuyện. Hiển nhiên chuyện lần này là phần thưởng lúc trước lão đã nói, mặc dù Tiêu Viêm rất muốn đi xem phụ thần nhưng việc phần thưởng vẫn vô cùng quan trọng. Tiền thể lại có Tuân Nhi dẫn đường nên hắn lập tức đi tới gặp Pháp Mã. Sau đại hội luyện dược sư hôm trước, danh tiếng của Tiêu Viêm bất ngờ lên cao như diều gặp gió. Suốt dọc đường đi, bất cứ người nào nhìn thấy hắn cũng đều cúi đầu chào hỏi. Tuân Nhi thấy vậy không khỏi khen ngợi. Ngày bình thường các luyện dược sư ở đây thấy những người hầu như nàng ở đây đều sụ mặt xuống, làm gì có chuyện nhường đường như hôm nay. Sau một hồi di chuyển, Tiêu Viêm cũng tới phòng của hội trưởng Pháp Mã. Pháp Mã nhìn thấy nam chính liền vui vẻ chúc mừng. Lần này mọi công lao đều thuộc về Tiêu Viêm. Nếu không có hắn, e rằng uy danh của công hội luyện dược sư thậm chí là Gia Mã Đế Quốc đều bị tổn thất nặng nề. Tiêu Viêm nghe vậy cũng khách khí, có nỗ lực đương nhiên phải có thu hoạch. Nói rồi Pháp Mã lấy ra dược phương của đan dược lục phẩm Dung Linh Đan. Ngay khi Tiêu Viêm vừa mở ra xem thì Pháp Mã đã khuyên ngăn. Hắn bây giờ tốt nhất đừng sử dụng sức mạnh linh hồn để đọc nội dung bên trong. Dược phương lục phẩm cho dù là lão sau khi đọc cũng sẽ bị choáng váng một thời gian. Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức cất đồ vật vào nạp giới. Chưa dừng ở đó, Pháp Mã hội trưởng còn đưa cho Tiêu Viêm một cái lệnh bài trưởng lão vinh dự của công hội. Đây cũng là một trong các phần thưởng quán quân. Có lệnh bài này, hắn có thể nhận được trợ giúp của tất cả phân hội trong Gia Mã Đế Quốc. Vừa nói tới đây, Pháp Mã biết Tiêu Viêm có nghi vấn. Nếu cầm đồ của người ta, chắc chắn sẽ phải cần đánh đổi điều gì đó. Tuy nhiên, Pháp Mã lại phủ nhận chuyện này, cái gọi là trưởng lão vinh dự chỉ là hư danh mà thôi. Hắn hoàn toàn không cần nghe người khác sai bảo, bao gồm cả người hội trưởng này. Tiêu Viêm nghe vậy liền cảm ơn rồi cáo từ rời đi. Vừa mới rời khỏi phòng chưa bao lâu, hắn đã nhận ra có chuyện không ổn xảy ra. Tất cả mọi thứ đều bất đồng lạ thường, điều này cũng đã từng xảy ra và hiển nhiên là do Mỹ Đô Toa nữ vương đụng tay đụng chân. Sức mạnh của nàng ta càng ngày càng mạnh, Mỹ Đô Toa sau khi gặp Tiêu Viêm cũng không quên khen ngợi hắn một phen, sau đó nàng yêu cầu hắn đưa dược phương cho mình. Không còn cách nào khác, Tiêu Viêm đành tuân lệnh. Nhìn qua một lượt, Mỹ Đô Toa tò mò rốt cuộc hắn có thể luyện chế không. Tiêu Viêm lập tức đáp lời, hắn hiện tại chỉ là tứ phẩm luyện dược sư. Nghe vậy, Mỹ Đô Toa liền uy hiếp, tuy rằng nàng luôn bị linh hồn thôn thiên mạng áp chế, nhưng cơ hồ vẫn biết một vài chuyện đã xảy ra. Nàng biết, hắn lần trước đã luyện chế lục phẩm đan dược cho hai ba đồng phá giải phong ấn. Điều này có nghĩa rằng Mỹ Đô Toa vẫn chưa biết sự tồn tại của dược lão, cho nên vẫn nghĩ rằng Tiêu Viêm có thể luyện chế được lục phẩm đan dược. Không thể để bí mật bại lộ, Tiêu Viêm chỉ còn cách đưa ra lời cam đoan sẽ luyện chế thành công, chỉ là cần một chút thời gian. Nghe vậy, Mỹ Đức Toa cũng đồng ý, nhưng vẫn không quên cảnh cáo, kiên nhẫn của nàng cũng có hạn, hy vọng đừng làm cho bản vương thất vọng. Nói rồi lập tức biến mất, mọi thứ xung quanh lần nữa trở lại trạng thái bình thường. Về phần Nạp Lan Yên Nhiên, lần này sắp quay về Vân Lam Tông rồi, không biết tới khi nào sẽ quay trở lại gia tộc. Ước hẹn 3 năm cũng sắp tới, về sớm một chút làm chuẩn bị. Lúc trước từ hôn chính là nàng đã tự thân nói ra miệng, sau đó Nạp Lan gia và Tiêu gia chắc chắn không thể hàn gắn được nữa. Nạp Lan Yên Nhiên thân là thiếu tôn chủ của Vân Lam Tông, trận chiến này chỉ được thắng chứ không để thua. Thắng rồi Tiêu gia sẽ không còn lời nào để nói, mọi người cũng sẽ quên đi những hành động lỗ mãng 3 năm trước. Nhưng nếu thua, danh vọng thiếu tôn chủ của nàng chắc chắn sẽ bị tổn hại, sau này quản lý Vân Lam Tông cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nghe vậy Nạp Lan Yên Nhiên lập tức trả lời, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại. Đi theo câu nói đó là giọng điệu mang theo vẻ chắc chắn và kiên quyết. Trở lại với Tiêu Viêm, hắn cuối cùng quay lại khách điếm của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nhưng mà phụ thân Tiêu Chiến đã không còn ở bên trong nữa. Trước khi đi, chỉ để lại một bức thư nhắn gửi Tiêu Viêm. Khi Tiêu Viêm nhìn thấy bức thư này cũng có nghĩa là ông đã rời khỏi đế đô rồi. Lấy thực lực cùng tư chất của Tiêu Viêm, hiện tại ông đã không còn giúp gì được nữa. Nhìn thấy đứa con trưởng thành, ông đương nhiên rất hãnh diện. Cái gọi là trưởng thành chẳng qua là dùng thời gian chậm rãi đánh bóng đôi mắt. Con đường trưởng thành cũng là hành trình dần dần buông bỏ chấp niệm.
con đường nhân sinh chỉ mới vừa khởi hành, chặng đường phía trước là do chính Tiêu Viêm chọn. Khi nào mệt mỏi cũng không cần phải hoang mang, cửa lớn Tiêu gia lúc nào cũng rộng mở cho hắn. Những lời động viên này làm Tiêu Viêm cảm thấy được an ủi. Chuyển cảnh, cuối cùng Nạp Lan Yên Nhiên đã về tới Vân Lam Tông. Vân Lăng đại trưởng lão đi tới nhắc nhở, lão trách nàng tại sao không quay về tông môn sớm một chút, chỉ còn một ngày nữa là tới ước hẹn 3 năm. Hơn nữa sự kiện này chẳng biết từ lúc nào đã là chính sự của tông môn. Đây là cơ hội để Nạp Lan Yên Nhiên cũng như thân phận thiếu tông chủ của nàng thể hiện uy danh. Cho nên Vân Lăng đã mời các thế lực lớn của Giả Mã Đế Quốc đến quan chiến để bọn họ chứng kiến thực lực của thiếu tông chủ. Ngay vậy Nạp Lan Yên Nhiên tỏ vẻ không thích lắm, tại sao phải mời những người này, ước hẹn 3 năm là chuyện riêng của nàng. Bị tra hỏi như vậy, Vân Lăng liền lấy lý do công chuyện của tông môn ra làm đáp án. Bởi vì tông chủ Vân Vận có việc phải ra ngoài, nên lão đã tự mình quyết định. Sau khi nàng ta về, lão nhất định sẽ thỉnh tội. Về phần Nạp Lan Yên Nhiên, lấy vị tông chủ trong tương lai của nàng trong tông môn, trận chiến này chính là đại diện cho vinh dự của Vân Lam Tông. Lão hy vọng nàng hãy chuẩn bị cẩn thận. Nhớ lại năm đó, lúc Nạp Lan Yên Nhiên còn nhỏ, nàng liên tục bị những thanh thiếu niên đồng lứa ức hiếp, trong đó có cả Mộc Chiến của Mộc Gia. Mộc Chiến lúc này đang cầm đầu một nhóm người định dạy dỗ Nạp Lan Yên Nhiên một trận. Chỉ là trước khi làm gì thì đã bị cô nàng đấm cho một cú nằm sấp mặt. Bị ăn đấm, Mộc Chiến lập tức ra lệnh những người khác lao lên. Cả đám lấy nhiều đánh một, vậy nhưng kết quả vẫn là bị đập cho tơi tả. Không chịu bỏ qua, Mộc Chiến lập tức chạy đi tìm ca ca của mình tới hỗ trợ. Tên này vô cùng to xác, hiển nhiên là tuổi tác đã lớn hơn Nạp Lan Yên Nhiên khá nhiều. Hắn định ra tay dạy dỗ nàng ta một trận, lần này sẽ không khách khí nữa đâu. Vừa dứt lời định động thủ thì Nạp Lan Yên Nhiên đã chủ động lao lên tấn công tới tấp, khiến hắn không kịp trở tay. Cuối cùng vẫn phải chạy đi tìm phụ thân ra mặt. Không ngờ lão vừa định ra tay lên dạy dỗ thì đã bị nàng ta đấm một cú vào mặt. Bị tiểu bối khinh thường như vậy, lão chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lão lập tức bộc phát thực lực lao lên tấn công. Đúng lúc đòn công kích sắp đánh tới người Nạp Lan Yên Nhiên thì người của Nạp Lan gia tộc cũng xuất hiện ngăn cản. Nhận ra hôm nay Nạp Lan gia có khách quý tới thăm, Nạp Lan Yên Nhiên vội vã quay về. Không ngờ người khách quý mà nàng nói lại chính là Tiêu gia. Lúc này hai nhà cũng đã bàn bạc xong, Tiêu Chiến cũng tới lúc cáo từ quay về. Nhìn vào đứa nhỏ Tiêu Viêm này, Nạp Lan Kiệt tỏ ra vô cùng hứng thú. Cái này là rồng phượng trong loài người, rất xứng với Yên Nhiên. Vừa nói xong thì cô nàng cũng xuất hiện. Tiêu Viêm đứng từ xa quay đầu nhìn lại. Nạp Lan Yên Nhiên thấy vậy cũng lè lưỡi trêu đùa khiến nam chính thích thú. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Chỉ là sau khi lớn lên thì cả hai lại trở thành địch thủ của nhau. Tới đây thì tập phim kết thúc rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Nội dung video còn nhiều thiếu sót, các bạn góp ý bổ sung bên dưới phần bình luận nhé. Nếu thích video này, đừng quên bấm like ủng hộ mình. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.